con Tú ở đằng kia mà. Nghe lớn chết liền á. Hôm qua hả? Hôm qua bệnh quá. Cứ ho hoài à. Đi dạy nhiều quá rồi cái sao nói nhiều đó các anh chị. Nói nhiều đó. Thành ra không bao giờ dứt ho hết trơn. Rầu chán thì thôi á. Hôm qua ho quá à. Phải hôm đó. Ok, đợi nha, đợi tí xíu. Let's see. Ok, cái này ok rồi. Set ok right here. Cái này check là nó đúng. Right here is ok. And một chỗ nữa. Trong part talk. Audio set up. Bây giờ nghe lớn chút xíu không? Nghe lớn chút xíu chưa? Nghe lớn chút xíu chưa? Các anh chị, nghe lớn rồi phải không? Ok, cảm ơn. Lớn hơn chút nữa hả? Ok, hôm nay mình học gì các anh chị? Hôm nay mình học gì? Hả? Job interview hả? Mà các anh chị có ready cho this one không? Có ready chưa? Có sẵn sàng những câu trả lời chưa? Hả? Thí dụ người ta hỏi to tell me about yourself. I mean, tell me a little about yourself. Tại để cái microphone tuốt ở kia. Bây giờ lớn rồi phải không? Bây giờ lớn rồi phải không? Phải không? Bây giờ lớn rồi phải không các anh chị? Rồi. Ví dụ người ta hỏi tell me a little about yourself. How do you answer that? Các anh chị có ready như vậy chưa? Chưa hả? Chưa lớn hả? Bây giờ lớn rồi phải không? Bây giờ lớn rồi phải không? Lớn rồi phải không? Chỉ còn cách nữa là ngậm cái microphone vô miệng ấy. Anh chị có ready cho những câu trả lời chưa? Sorry. Ho quá. Anh chị có ready chưa mà đòi học cái bài, học tiếp cái bài job interview? Mình có tất cả là we have let's see 34 phải không? 34 sentences totally. Mình ready rồi hả? 34 câu luôn hả? Phải không đó? Okay, so English learning, I mean learner. Okay, open the Skype, please. And I make a question, then you answer, okay? And you will answer it. Could you do that? English learning. Các anh chị nào ready cho tất cả 34 câu? Bring the one for me, please. Cho bạn khác hả? See? chưa bị tám không hiểu. Chưa mới chuẩn bị 8 năm câu hả? Ok, khoảng 5 câu hả? Khi nào mà các anh chị ready mình mới học tiếp cái bài này nha. Tại cái bài này nó rất là hay, rất là quan trọng. Thì mình muốn collect hết tất cả những câu trả lời của các anh chị. Ok.
Các anh chị có thể lên nét, các anh chị sợ nó cũng được. Right? Trong nét các anh chị chỉ cần đánh chứ. Đánh bất cứ câu hỏi nào đó thì nó sẽ có câu trả lời cho các anh chị. Ba mươi bốn câu khó hả? Thì từ từ đi, từ từ đi. Okay, I give you some more time then. Để mình cho các anh chị một tháng được không? How about a month? I give you a month to be ready. 2 weeks. Mình sẽ collect hết tất cả những you want to collect all the answer, right? For those questions before we practice it. Mình sẽ collect là gì ta? Mình sẽ tổng hợp đó. Yeah, mình sẽ sưu tầm hết tất cả những câu trả lời. Okay. Trước khi mà mình thực tập, yeah, mình sưu tầm hết tất cả những câu trả lời rồi mình chọn cái câu nào nó hợp với mình, hay câu nào hay. Rồi mình để dành của riêng cho mình để mỗi lần mà mình đi interview mình biết trả lời. Okay. Thầy khác cạn kiệt Google luôn hả? Yes, that's the way you have to do. To do it. Các anh chị cứ vô net, các anh chị kiếm. Có rất là nhiều câu trả lời trong net đó. Các anh chị sưu tầm coi câu trả lời hay hợp với mình. Okay. Đồng ý không nào? I give you 2 weeks then. 2 weeks. Okay. Mình ngoan, ngoan thì thôi đi. Ok, 34 câu. Nhớ nhớ các anh chị, ráng sưu tầm tất cả những câu trả lời. Em một chữ nữa. Khi mà mình đi interview á, các anh chị nên trả lời ngắn gọn, đầy đủ. Đừng có nên nói nhiều. Tại làm sao như vậy? Nhất là cái câu hỏi mà tell me about, a little about yourself. Khi người ta nói a little có nghĩa là nói ít ít thôi. Đừng có đem nguyên cái giọng họ mình ra kể luôn. Khi nói ít ít thôi là khá như vậy. Với lại interview đó, người ta hỏi mình cái gì mình trả lời cái đó. Các anh chị không nên nói nhiều. Đã nói nhiều nhiều làm cho người ta có cái ấn tượng là khi mình đi làm việc mình nói nhiều quá đi. Mình nói nhiều hơn là mình làm. Right? Phải không? Đồng ý không nè? Yeah, thứ nhất nói nhiều người ta sẽ hỏi lợi nhiều. Thứ hai đó thứ hai đó người ta nghĩ là mình là một cái người nói nhiều. Thành ra đi làm việc mình nói nhiều hơn mình làm nhiều. Thành ra cũng không có tốt. Người ta hỏi mình tới đâu là mình trả lời tới đó. Và trả lời ngắn gọn thôi. Okay. Thành ra các anh chị collect những cái câu nào mà nó gọn ghẽ giản dị. Okay, so I'm going to hold that lesson today. Okay, and today we're going to take another one then. I mean to learn another one. Nghe nhỏ hả các anh chị? Dạ, tại Kimmy đang ho nó, Kimmy không có nói lớn được á. Nhưng mà anyway, you see. You hear me anyway, right, Minh Nguyễn? Ok, hôm nay mình sẽ học cái bài bệnh, cái bệnh tật. Như mình đi bác sĩ. Khi các anh chị bệnh, các anh chị sẽ đi bác sĩ, phải không? Và mình phải biết là mình bệnh gì. Ví dụ nói tôi nhức đầu, nói sao các anh chị? Nói tôi nhức đầu, các anh chị nói sao? Tôi bị nhức đầu.
Okay, I just told you that, okay, we're going to hold that lesson for 2 more weeks, okay? You have to collect all the answer for the question in the job interview lesson, then we practice after you collect all the answer. Tôi nhức đầu nói sao các anh chị? Yes, I have a headache. Okay. Có cái mẫu từ a luôn, okay. I. Khi nào mình nói là health and khi nào mình nói là gut? Actually, mình phải nói như gì nhỉ? I got a headache. Health hay là I got a headache. Ba cái, một cái là hiện tại. Các anh chị đã học thì rồi thì các anh chị biết khi mình nói là I have a headache có nghĩa là mình đang nhức đầu. Mình nói chổng thì thôi, tôi nhức đầu, nghĩa là tôi đang nhức đầu, phải không? Còn khi mà mình nói I got a headache nghĩa là mình đã nhức đầu rồi, bây giờ mình hết rồi, mình hết nhức đầu rồi. Cái gì mà quá khứ là nó phải nằm ở quá khứ, nó không có xảy ra ở hiện tại. I got a headache yesterday. Phải không các anh chị? Mình nói như vậy đó. Hôm qua tôi bị nhức đầu, nhưng mà bữa nay tôi hết rồi. Okay? Yes. Còn mình nói I've got a headache nghĩa là tôi đã và đang nhức đầu. Có thể mình nhức đầu mấy giờ trước, hoặc là hôm qua mình nhức đầu, tới bữa nay mình vẫn còn nhức đầu, thì mình nói là I've got a headache. Cái gì vậy? Còn mình chỉ còn nói là I have a headache nghĩa là cho người ta biết hiện giờ mình đang nhức đầu. Thành ra mình dùng cái thì để cho người ta biết cái situation của mình làm sao, ok? Tôi đau bụng nói sao các anh chị? Tôi đau bụng nói sao? Hả? Tôi đau bụng. Yes, I have a stomach ache. Okay, I have a stomach ache. Tôi bị phỏng nói sao? Tôi bị phỏng nói sao? Stomach ache cũng là đau bụng nha. Thật sự là stomach là gì? Stomach là đau đau bụng đó. Tôi bị phỏng nói sao? Tôi đau dạ dày hả? Dạ dày nói sao? I got burned. Ok, nói khi mà mình nói quá khứ thì nó phải nằm ở trong quá khứ, ok, không còn xảy ra nữa. Mình phải nói I have đó, hay là I've, right? I've, I got burned. Ok, tại vì các anh chị nghe người ta nói nhiều khi người ta nuốt chữ đó, các anh chị nuốt chữ đó, ok. Nhưng mà khi mình viết xuống thì mình phải viết nó rõ ràng hơn. Tại sao cái health đó có đi ở trong đó? Thật sự ra khi người ta nói đó nó nuốt chữ, mình không có nghe rồi mình cứ tưởng là nó như vậy. Khi mình viết xuống mình phải viết rõ hơn. Anyway, hôm nay mình sẽ học những cái bài về bệnh tật, ok. Làm sao các anh chị biết các anh chị bị đau bao tử? Làm sao các anh chị biết các anh chị bị đau dạ dày? Làm sao các anh chị biết? Các anh chị phải đi khám bác sĩ thôi, phải không? Phải không? Khám bác sĩ rồi mình mới biết là mình bị bệnh gì. Ok.
Đấy, bao tử với dạ dày là một hả? Ok, hôm nay mình sẽ học bài về bệnh tật nha các anh chị. Những bệnh thông thường trước, còn những cái bệnh mà ruột gan phèo phổi gì đó mình sẽ học sau, ok? Tại vì mình phải đi bác sĩ, mình vô gặp bác sĩ rồi mình mới biết là mình bệnh gì, phải không? Right. Đồng ý không nha? Right. Let's see. Bài bệnh đâu mất tiêu rồi ta? Yeah, chills eat at cows right here. Ok, các anh chị sẽ mở Skype ra nha. Mình sẽ học cái phần vocabulary trước. Right. Thứ nhất, một cái đề tài, một cái bài mình phải tập đọc trước, phải không? Các anh chị phải biết đọc trước. Can you open Skype too? Ok, bắt đầu nha. Let me collect. Let me delete mấy cái translations right here. Con mắt bầm nói sao các anh chị? Tôi phải bỏ những cái chữ. Ok, mỗi lần á mình sẽ học 5 cái bệnh, ok? Yeah, two. Black eyes. Yeah, black eyes. Black eyes. Một con mắt thôi. Có ai bị đánh bầm hai con mắt luôn không? Hả? Doctor, doctor. Doctor Lavender. Có ai bị đánh bầm hai con mắt luôn không? Hả? Đánh một con, đánh bầm thường thường bị bầm một mắt thôi phải không các anh chị? Đâu có ai mà tàn nhẫn đánh người ta con mắt này rồi rồi đánh thêm cái con mắt kia luôn, có hả? Có hả? Thường thường là bầm một mắt hả, phải không? Ít ai bị bầm hai con lắm. Người ta đánh mình một bên một con mắt là mình né rồi, mình đâu có đứng yên để cho người ta đánh luôn hai con mắt đâu, phải không? Phải không các anh chị? Thành ra black eye thường thường không có S, okay? That's what I mean. Phải không? Thường đánh một con là mình đau, là mình đã né chỗ khác rồi, phải không? Là mình đã ngã ra rồi chứ mình đâu có đứng yên để cho nó đánh thêm một con nữa đâu, phải không? Đồng ý không nè, đó là phản khi bằng phản ứng tự nhiên đó, phải không? Right. Đánh con đau quá rồi là té rồi hay là né chỗ khác rồi. And that thường thường black eye đó chỉ là một, không có S, okay. Oh,
post ra không được. I don't know why. Cũng không được luôn. Em chỉ đợi tí mi tí xíu nha. See what wrong is. Không được. Không có app nào hết trơn ta. I don't know why. Chắc phải để nó gần gần chút xíu. Cái phần reading đó các anh chị, cái phần pronunciation đó Tiểu My sẽ chia sẻ các anh chị theo cách của Tiểu My nha. Ok, không có nói lượt nha. Mình không có rành về lượt đâu. Theo cách của Tiểu My, các anh chị muốn theo theo, miễn sao mình đọc đúng thôi. Ok. Thử coi được không nha. Tiểu My cần thêm off trong giờ của Tiểu My đó. Đóng post bài. Yes, được rồi đó. Ok, bắt đầu tập đọc nha các anh chị. After you, I mean after I read this three times, okay? And I need three more people to call me and Skype and read it too, okay? Khi mà Tiểu My đọc ba lần á, thì các anh chị sẽ gọi vô Skype cho Tiểu My. Tiểu My cần một lần như vậy ba người thôi, okay? Tại vì mình có cái online gì đó, dictionary online, các anh chị có thể mở ra rồi các anh chị có thể tự tập đọc ở trong đó cũng được cho đỡ mất giờ. Thế như vậy nha, tại vì cái bài này nó rất là dài, tại mình còn qua cái phần đi bác sĩ nữa phải không, mình bệnh mình phải đi bác sĩ. Right, okay, let's start. Crush. SH phía sau hay là phía trước gì không cần biết. Các anh chị mà muốn đọc đúng á, các anh chị phải chu cái miệng ra. Ok, giống như mình đang hút thuốc vậy đó, hay là mình đang thổi cái gì đó, thổi hơi, thổi ống khói gì, ai không nổ. Ok, chu cái miệng ra, cong cái lưỡi phía trong lên thì mình sẽ đọc được chữ. Ok, các anh chị làm thử đi. Chu miệng ra, cong lưỡi lên. Ok, mình sẽ đọc là rush. Rush. Chu cái miệng, cong lưỡi. She. She. Còn chữ S alone đó thì mình sẽ đọc thành chữ X của tiếng Việt. She see. Thấy không? She sees. Các anh chị, Tiểu My nói các anh chị làm gì các anh chị nhớ làm nha. Mặc dù Tiểu My không thấy các anh chị mà please follow me, okay? Chu miệng, cong lưỡi. She sees. Okay, rush, rush, right? Fever, fever. Insect, bite. Cái âm CT cuối cùng đó, okay? Nó là âm K, okay? Insect, okay? Insect, insect. Cái âm y cuối cùng không đọc, mình sẽ đọc là bite, có âm t, ok, bite, insect, bite. Cái âm l cuối cùng mình phải cong lưỡi phía sau lên, chill, right, chill. Mình không cần đánh cái âm l ra rõ ràng, nhưng mà nếu mình cong lưỡi thì nó sẽ có cái âm l, chill, ok. Nhớ làm theo Tiểu My nha. Chill. Black. K
cái ending sound nó rất là quan trọng các anh chị. Nếu mà các anh chị không có đọc được cái ending sound, nó sẽ ra cái chữ khác. Okay. Thành ra mình cố gắng, nếu mà mình đọc chậm, mình cố gắng đọc có cái âm cuối cùng. Chữ black là âm K phải không? Nếu các anh chị đọc không được âm K, cứ đọc rõ ra trước đi. Black, right? Black, black. Và đọc nhiều lần cho cái miệng mình nó quen hai âm luôn. Black, 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 black. Rồi mình đọc nhanh 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 nhanh, rồi mình chỉ đánh cái hơi ra thôi. Black. Anh chị nghe không? Black. Nghe không? Nghe cái âm cuối của chị Mi không? Yes, nhớ làm như vậy nha. Black. I. I. Headache. Headache. Ok, thường thường đó, một cái chữ mà nó có hai nguyên âm ở trong đó, thường thường mình hơi kéo dài một chút xíu. Ok, head. Ok, head. Head đỡ. Head, cái đầu. Nhiều khi mình dùng luật đó các anh chị, chúng mình hơi confused. Có nhiều khi nói như gì, có nhiều khi nói như khác. Chúng mình không có, không... Của mình bị confused là gì? Giống như hai chữ này các anh chị để ý. Tại sao nó cũng giống nhau, nó chỉ khác. Nó chỉ khác cái âm cuối thôi. Mà tại sao lại đọc khác? Một cái mình đọc là hit. Right? Hit. Một cái mình đọc là head. Các anh chị thấy không? Right? Thành ra dưới chữ mình học chữ nào là mình học chết cái chữ đó. Có nghĩa là mình không có thể nào đọc qua chữ khác được hết trường. Right. Thành ra đây một cái mình sẽ đọc là hit. Một cái mình sẽ đọc là head. So trở lại bài. Headache. Chữ A. Đấy, chữ A. And chữ CH nằm ở, nó nằm ở trong, nó thường thường mình đọc thành, nó thành chữ K. A. A, B, C, phải không? A, right? A, right? Rồi kế đó là âm K, phải không? A, rồi kế đó là âm K, CH là âm K, phải không? Cái âm E cuối cùng mình không đọc. Thành ra mình sẽ đọc là ache. Right? Ache. Cho vô sắc vô cho nó có cái giọng cao cao chút xíu. Headache. Hay là headache. Em chỉ nói âm đi qua cũng được. Không nói cũng được. Mình đọc là headache. Hay là headache. Đều được hết. Okay. Rồi. Cái âm M là phụ âm, đứng chính giữa hai cái nguyên âm. Okay. Thì mình sẽ đọc cái âm M đó cho cái syllable ở phía trước, và mình đọc cái âm M đó cho syllable phía sau luôn. Mình sẽ đọc là storm. Right? Storm. Rồi cái chữ A mình sẽ đọc giống như hồi nãy, stomach. Right? Stomach. Thấy không? Mình không có đọc là stomach, mà mình sẽ đọc là stomach. Right. Hay là stomach. Nhưng mà mình nói cái âm em qua stomach, chứ mình không có đọc là stomach. Okay. Rồi bắt đầu lại nha. Rush. Chu cái miệng. Chu cái miệng, cong cái lưỡi. Rush. Fever. Fever. Insect. Âm K cuối cùng. Insect. Bite. Âm T. Chair. Âm L. Black. Âm K. I. Headache. Headache. Hay là headache. Stomach ache. Hay là stomach ache. Right?
Ok rồi bây giờ các anh chị gọi vô đi, ba người nha. Chị mình đọc lần cuối nha. Rash, fever, insect, bite, chill, black, eye, headache, stomach ache. Khi mà cái phần tập đọc đó thì mình không cần các anh chị đọc nhanh nha. Các anh chị phải đọc chậm rãi từng chữ một, phát âm cho nó rõ ràng. Okay. Thì mình muốn các anh chị phải làm vậy. Chừng nào tới cái phần mà speaking á, thì các anh chị muốn đọc nhanh, đọc chậm gì tùy các anh chị, không sao hết. Nhưng mà phần tập đọc bắt buộc phải đọc chậm rãi từng chữ rõ ràng. Thế okay. Đồng ý không nào? Okay, rồi bắt đầu. Let's see. Who call me? Cái Skype mình không có operator good, ok. Operator very well. Thành ra nhiều khi chúng mình cut các anh chị in accidental, ok. In accidentally. Ok, không biết tiếng mình, hình như tiếng mình cut off các anh chị hết trơn rồi. Các anh chị gọi trở lại nha, please. I'm sorry about that. Ok, the first one is darling. Darling Chung. Sao tiếng mình không có add được gì ta? Angry Tiger. Okay, darling. Darling, you're the first one who read this, please. No. Could you stop a little bit? Okay, darling, đọc chưa có rõ, hình như tiếng Việt không có nghe được. Nó bị breaking đó. Nó bị breaking thì phải. Ok, yes. Các anh chị chưa tới phiên các anh chị đó. Mute cái Skype hay cái Power Talk dùm chị mình nha. If it's not your turn, please mute the Skype or Power Talk, okay? Rồi, darling. Darling. Yes, I think so. Okay, yes. Try your best anyway then. Okay. Grass, fever, insect, Wait. Who's reading? It's not your turn yet. So you have to wait for your turn, please. Okay, darling Chung, could you repeat this, please? Yes. Crush, silver, insect, bite, child, leg, ache, headache, stomach ache. No. Chill. Chill chứ không phải chai nha. Chill. Chill. Yeah, chill l đó. Cong lưỡi phía sau lên chill. Yeah, chill. And black, há miệng ra chứ không có không phải đọc là black nha, black, há miệng ra. Black. Có âm K phía sau nha, black. Black. That's right. And go on, please. Rush, silver, insect, bite, chill, back, ache, headache, stomach ache. Không phải stomach ache nha, không phải ache nha, mà là ache. Cái âm K cuối cùng, âm K chứ không phải âm CH. Stomach ache. Stomach ache. Yeah, ache, chứ không phải là ache. Yes. Okay, let me see. Let me double check this one. You heard that? Fever, chứ không phải là fever. Hey, fever. Nãy Timmy cũng đọc là fever, not fever.
Could you repeat that, please? Thrush, fever, insect, bite. Insect. Cái insect nó hơi cứng tại cái âm k ở phía sau insect, chứ không phải insect. Cái insect. Insect. That's right. Black. 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 Há miệng ra black. 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 A. Headache. Stomachache. Black eye. Eye chứ không phải a. Eye. Eye là con mắt đó. Yeah, eye. Right. Okay, that's good enough, and thank you very much. Okay, next, yeah, next one will be Amaka Chongoy. Okay, this guy could. Okay, thank you, darling Chong. You do very good job. And nhớ nha, nó là fever. Okay, fever. Okay, next one will be Angry Tiger. Are you there? Yes, I'm here. Okay, now your turn to read this, please. Rash, fever, insect, eye, zero, black, eyes, headache, stomach. No, chưa được. Headache. Hơi cứng nha. Headache. 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 Right, that's right. Stomach. 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 Ache. Stomach. Ache. Ache. Right. Yeah, stomach ache. Stomach ache. Ok, cái chữ này đọc là bite. Bite. Right, không có được đọc là bite nha, không phải bite, mà là bite. Còn này là bite. Okay, bite and bite. See, cái ending sound nó rất là quan trọng, các anh chị phải đọc rõ ra, không đọc rõ nó qua chữ khác. Right, bite and bite. 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 Right. Okay, could you repeat the whole thing one more time, please? Rash, fever, insect, bite, chew, black, eye, headache, stomach, headache, 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 stomach. Stomach ache. Stomach ache. Right. Okay, last one. Last time I mean. Last time. Rash. Rash. Fever. Insect. Bite. Jewel. Black. Eye. Headache. Stomach ache. Okay, that's pretty good. And thank you. Thank you. Okay, next one will be Tom, are you there? Yes. Okay. You're a little boy, Jimsy. Are you Jimsy? Yes, that's right. Yeah, I can tell by your talking. Okay, could you read this, please? Okay. Rash, fever, 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 yeah, fever, bite, chill, insect, chill, insect, okay, chill, chứ không phải chill nha, chill, no, chill. You sound like S, chill, chill, yeah, chill. You have to coin your tongue at the end, okay? Cong lưỡi lên phía sau chill.
And go on. Rats. Fever. Insect. Insect. Okay, insect. Yeah, insect. Insect. That's right. Bite. Teal. Yeah. Black eye. Black eye. Black eye. Not black. Black eye. Black eye. Headache. Headache. Good. Headache. Stomach ache. Okay, listen to this one, Chimsy. Yes. Do you hear that? Black. Black. Okay, chứ không phải là black. Can chị nhớ cái black. Yeah, black. Okay, há miệng ra, please. Black. Chứ không phải là black. Black. That's right. Could you start over? One more time, please. Okay. Rush. Fever. Instant. Bite. Till. Black eye. That's right. Headache. Yeah. Headache. Stomachache. Very good. Okay, that's good enough, and thank you very much, little boy, cutie boy. Thank you, go tell me. You are very welcome, then. Okay, next one will be Farm Trường, right? Farm Trường Chinh. Farm Trường Chinh. Farm Trường Chinh, are you there? Yeah. It's your turn to read this, please. Rats, fever, insect, eye, chew, bath, eye, headache, stomach, stomach. Stomach. That's right. One more time, please. Rats, fever, insect, eye, chew, bath, headache, stomach, ache. Okay, and I think that's real good. That's good enough. And thank you very much. Thank you. Okay, so now we move to the next one. Bây giờ mình qua mấy chữ khác nha các anh chị. Kimmy phải bỏ cái phần tiếng Việt. Các anh chị hiểu phải không? Ok, rash đó là bị ngứa. Ok, I got a rash. Hay là I get a rash, I have a rash. Cái nghĩa là tôi bị ngứa. Ví dụ các anh chị bị con gì cắn, các anh chị không hay đó. Hay là tự nhiên nó bị ngứa ngứa đó, mình nói. Các anh chị hiểu rồi phải không? Fever là nóng, lạnh. I mean là bị sốt. Insect bite là bị con gì nó cắn. Ok. Chill là giống như là mình bị ớn ớn lạnh lạnh. I'm chill, I feel chill. Nghĩa là tôi bị ớn lạnh đó. Cảm thấy bị ớn lạnh nó muốn bệnh đó. Black eye là con mắt bị bầm. Headache là nhức đầu. Stomach ache là đau bụng. Okay. Rồi bây giờ mình qua năm cái bệnh khác. Thì mình kéo nó lại gần chút xíu thì cho nó dễ post ra. 1, 2, 3, 4, 5. One more đi. Khi mà các anh chị đọc rồi, các anh chị off cái Skype dùm tụi mi đi cho nó khỏi có bị ồn, ok? Khỏi có bị ồn, please. Nó mất tiêu rồi ta.
chị đợi Timmy tí xíu, tại Timmy phải phải sửa cái bài mới post ra được. Ok, bắt đầu năm chữ mới nha. Năm cái bệnh khác. Yes. Bắt đầu nha. Yeah, cái I think that's that Tom. Các chị đọc xong rồi các chị off cái Skype dùm tiếng Mỹ đi. Darling, I'm retired. Tom and Phạm Trường Chinh. Các chị ra khỏi Skype đi rồi mình gọi vô trở lại, ok? Cho nó khỏi bị ồn. Rồi bắt đầu nha. Anh chị nào muốn đọc phải giơ tay lên, ok? Giơ tay lên gọi 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 vô. Các anh chị mà không off nó tiểu mi off cả cho các anh chị nha, ok? Yeah, off đi please. Rồi, cảm ơn. Bây giờ bắt đầu đọc mấy cái chữ mới nha. Hi, blood. Thường nó có với chữ mi thường ở trong một chữ mà nó có hai cái nguyên âm á, mình hơi kéo dài chút xíu, ok, blood, ok, kéo dài chút xíu, breath, sure. Này đọc là sure. Cũng chu miệng phải không các anh chị? Breath, sure. Cold. Cái âm C đó thường đó, mình đọc tựa như âm KH nha các anh chị. Ví dụ như chữ này Car chứ không phải là car nha. Đọc giống như âm KH vậy đó. Can. KH tiếng Việt á. Can. Car. Cold. Okay, cold. Chứ không phải là cold nha. Cold. Cái âm S đọc thành âm X tiếng Việt. Sore. Cái âm Y không đọc, phải không? Thành ra mình sẽ đọc là sore. Cái âm R phía sau phải kéo dài ra. Sore. Okay. Sore. Chứ không phải là so nha các anh chị. Rồi, cái này mình sẽ đọc là throat. Okay. Throat. Cái âm TH ở phía trước hoặc là ở phía sau mình phải la lưỡi, ok, la lưỡi ra, lấy hai cái răng cắn cái lưỡi, cắn nhẹ nhẹ thôi, đọc rồi thụt lưỡi vô nhanh, ok, throat, ok, có âm R nữa nha, throat, 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 throat. Các anh chị la lưỡi ra rồi các anh chị đọc là throat, 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 rồi mình nói nó vô throat. Okay, phải đánh cái âm O ra. Throat. Okay. La lưỡi cắn mạnh. Nhớ nha, throat. Nó giống như cái chữ, nó đọc giống như cái chữ này tiếng Việt nè. Chữ mi phát âm tiếng Việt đúng không? Throat. Okay. Throat. Tựa như vậy á. Mà mình phải la lưỡi, ok, throat. Rồi kế đó chữ sprain. Mình sẽ đọc chữ này trước nè. Sprain. Mình đọc chữ này trước, ok. Ray. Rồi đánh cái âm P ra. Spray. Ok. Rồi thêm cái âm S vô. Sprain. Ok. Nghĩa là mình đọc không mất cái chữ, không mất cái âm nào hết trơn á. Spray, right? Thêm âm S vô, rồi mình mới để âm N phía sau, ok? Thành ra mình sẽ có cái chữ này, mình sẽ đọc như vậy. Ok?
Okay, sprain. Nè, thấy không? Mình xuống giọng mũi cái âm N cuối cùng, sprain. Đó, cái chữ đó đọc. Chứ không phải là sprain nha các anh chị, không phải là sprain. Sprain. Okay, sprain. Infection. T-O-N. Okay, mình sẽ đọc ra cái âm này. Okay, infection. Chứ không phải infection nha. Infection. Nhớ cái âm T-I-O-N. Conversation. Congratulation. Là cái gì vậy? Infection. Nhớ cái âm SH, các anh chị phải chu miệng phải không? Cong lưỡi phải không? Shun. Okay, mới đọc được. Right. Rồi, broken. Broken. And bone. Đó. Xuống cái giọng mũi, cái lỗ mũi các anh chị run run mới đúng. Okay, mình không có đọc âm y ở phía sau. Và nó âm cuối nó sẽ là âm n. Right, bone. Thế chứ không phải bone nha, không phải broken bone nha, broken bone. Thế một lần nữa, high blood pressure, cold, sore throat, phải le lưỡi nha, throat, le lưỡi là đánh cái âm r, throat. Sprain. Spray là kéo âm N. Sprain. Infection. Broken bone. Bone. Okay, last time nha. High blood pressure. Cold. Sore throat. Sprain, infection, broken bone. Okay, I need three people call me in Skype and read this, please. Giờ các anh chị gọi vô nha. Ai giơ tay mới được gọi vô nha, please. Okay, Angry Tiger. Let me cut off this one first. Nếu mà Tiểu My accept little monkey thì Tiểu My phải off cái cut off cái darling chung and angry tiger. Cái này kỳ quá. Put your article on hold. Thấy không, chỉ mình accept người này thì phải off người kia, tại không biết tại sao nữa. Darling Chung and Andy Tiger gọi trả lời cho Tiểu My nha, please. Okay, little monkey, could you read this, please? You making too much noise. Không biết ai làm ồn á. Darling Chen, could you call me back in Skype, please? Không biết ai ồn quá. Không biết phải Little Monkey hay là Phạm Trường Chinh nữa. Okay, Little Monkey, could you read this, please? Yes. High blood pressure. Pressure, chứ không phải pressure nha. Pressure. Cold. Sore throat. Sprain. Infection. Broken bone. Infection, chứ không phải sần nha. Sần. Infection. That's right. Yeah. Go on, broken please. Bone. Yeah, broken bone. Không phải bone rồi. Yeah, bone. Xuống cái giọng mũi, cái lỗ mũi rung rung mới được. Broken bone. Yeah, broken bone. Okay, broken one more time, please.
high blood pressure. Blood. Yeah, blood. High blood pressure. Cold. Sore throat. Sprain. Infection. Broken bone. Infection. Không phải sần. Infection. Chu miệng ra. Infection. That's right. Infection. Infection. Broken bone. That's right. And cái chữ sprain. Sprain. Yeah, sprain. Chứ không phải sprain. Không phải sprain. Sprain. Spray. Yeah, sprain. Đọc chữ spray rồi mới kéo qua cái âm N. Sprain. Sprain. Chứ không phải là sprain nha. Không phải là sprain. Okay, yes. Last time, please. Last time. High blood pressure. Không phải blood mà là blood. 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 Yeah, right. Blood. High blood pressure. Cold. Sore throat. Sprain. Blood. Yeah, blood. Blood. Sprain. Infection. Broken bone. Okay. That's good enough, and thank you very much. Yes, thank you. Okay, next one will be không biết nếu mà chị My mà accept đó liền thì chị My tự động nó off mấy người kia, tại sao chị My không biết. Okay, next one will be Phạm Trường Chính. Yes. High blood pressure, cold, short throat, sprain, infection, broken bone. Infection, chứ không phải sần nha. Infection. Infection. That's right. One more time, please. High blood pressure. Pressure. Oh. Pressure, chứ không phải pressure nha. Yeah. Pressure. Cold. Short throat. Sprain. Infection. Broken bone. Okay, last time. High blood pressure. Cold. Short throat. Sprain. Infection. Broken bone. Okay, that's pretty good. Can chị thấy cái chữ này mà nó đứng ở ngoài thì mình đọc là sure, phải không? Sure. Nhưng mà nó đứng ở trong chữ trong chung với cái chữ pressure, chứ không phải pressure nha. Không phải pressure nha. Pressure. Okay. Nó khổ gì đó. Anh đó, các anh chị thấy không? Tiếng Anh đó, nếu mà mình nói dùng luật á thì nó không có đúng, right? Anh đó, mình học chữ nào mình phải đọc cho đúng chết cái chữ đó. Có chết có nghĩa là mình không thể nào đọc qua cái âm khác được. Nghĩa là mình thuộc lòng luôn á. Với chữ mi học cái cách phát âm như vậy. Pressure, chứ không phải pressure, right? Giống như cái chữ hồi nãy hit và head. Okay, hai chữ nó viết giống nhau nhưng mà nó lại đọc khác nhau. Okay. Thanks again, Phạm Trường Chính. Bây giờ next one will be Angry Tiger. Yes. High blood pressure. Blood. Cold. Blood. High blood. Right, blood. High kéo blood. Dài cái chút xíu chứ phải blood nha, không phải blood. Blood. Yeah. Blood pressure, right? Hold, slow, also sore. Yes, sore. Yeah, mình tướng gọi vô đi. Throat. Phải le lưỡi nha, please.
phải le lưỡi mới đọc được chữ th. Throat. Throat. Sprain. Yes, sprain. Infection. Broken bone. Yeah, bone. Okay, one bone. More time, please. One more time. High blood. Pressure. Cold. Sore. Throat. Throat. Sprain. Throat. Le lưỡi ra, please. Throat. Sprain. Infection. Broken bone. Okay, last time, please. High blood pressure, cold, sore, throat, sprain, infection, broken bone. Okay, Roy, that's good enough, and thank you very much. Okay, có người mới PM hỏi tại sao đọc chậm như vậy? Các chị có thích đọc chậm như vậy không? Hả? Trong giờ tập đọc? Hay là muốn đọc nhanh là nốt chữ? Đọc chậm như thế. Yeah, cái giờ tập đọc như vậy á, mình phải đọc chậm từng chữ, ok? Thì mình muốn các chị phải đọc... phải đọc rõ ràng đặng mình biết mình sai chỗ nào, right? Phải không? Cái giờ tập đọc là phải làm như vậy, phải đọc chậm từng chữ, okay? Yeah. Chứ thì chị không có muốn là các anh chị đọc high blood pressure, không có muốn đọc như vậy. Trong cái giờ mà speaking, cái giờ nói đó, thì các anh chị muốn nói nhanh, nói chậm gì cũng được. Dĩ nhiên rồi, khi mình nói nhiều khi mình nuốt cái âm đi, mình không có thể mà mình đọc rõ từng âm giống như lúc mình đọc chậm. Nhưng mà my point is, I like you to pronounce every single word properly. Nghĩa là mình phải đọc cho nó đúng trước đã, okay? Chậm từng chữ trước đã, right? Rồi khi mà mình đọc nhanh thì mình nuốt âm gì đó, mình nuốt không ai ấy hết trơn. Nhưng mà vấn đề là mình phải biết cái chữ nó đọc làm sao trước đã, phải không? Right? Right, next one will be, let's see, who's next one? Okay, next one will be Darling Chung. Darling Chung. Hello? Yeah, can you read this, please? Yeah. Hi, blood. Blood. Come D, fish out, please. Blood. Yes. Pressure. Sore throat. Kéo dài cái âm O chút xíu. Sore. Chứ không phải sore nha, không phải sore. Sore throat. Infection, broken bone. Bone. Có âm N hay sao? Bone. Bone. Right. Okay, one more time, please. High blood pressure. Cold. Sore throat. Sprain. Infection. Broken bone. Okay, last time, darling. High blood pressure, cold, sharp throat,
sprain, infection, broken bone. Okay, that's pretty good. And thank you very much, darling. Thank you so much. And next one will be Phạm Trường Chinh. Are you there? Yes, I'm here. Okay, so it's your time to read this. High blood pressure, cold, sore throat, sprain, infection, broken bone. Okay, one more time and slowly, please. Could you slow down a little bit? It's high blood pressure. Chị không đọc được cái âm sao, cái chị cứ đọc rõ ra, đặng cho nó có hai âm ở trong miệng. Cold, 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 cold. See, rồi mình đọc nhanh là mình đánh cái âm ra thôi. Nó cũng còn cái, tại vì cái miệng mình nó có cái khuynh hướng lặp lại. Ví dụ mình đọc hai âm, ba âm, mình cứ đọc hoài hoài thì tự động cái miệng mình nó sẽ repeat, okay? Nó sẽ lặp lại hai âm, ba âm, nó không bao giờ nó mất cái âm. Rồi cái âm sao thì mình đọc nhỏ lại hay là mình đọc nhanh là mình đánh cái âm ra thôi, đánh cái hơi ra thôi chứ không cần đọc rõ nữa. Cold, 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 cold. Hai âm rõ ràng phải không? Cái miệng mình nó cứ lặp lại đi lặp lại hai âm. Cold, 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 cold. See, rồi mình đọc nhanh rồi mình đánh ra thôi. Okay. Thành ra nó cũng còn cái ending sound như thường, right? Đó là cái cách mà mình phát âm được cái âm cuối đó các anh chị. Okay, last one đi. Last time, I mean, last time. Could you start over? Hot blood pressure, cold, sore throat, sprain, infection, broken bone. Yeah, bone. Không có bone nha, không có bone. Đừng có quẹo miệng quá, bone. Đọc tự nhiên nhẹ nhàng theo chữ B. Bone. Bone. That's right. Okay, that's good enough, and thank you very much. Thank you very much. Okay, last one will be Huyền Tướng. Huyền Tướng, your turn. Yeah. Your turn to read this. Okay. High blood pressure, cold, throat. Throat. Sprain. Phải đánh cái âm th and r at the throat. Oh. Yeah. Throat. Sprain, infection, broken bone. Very good. One more time, please. High blood pressure, cold, sore throat, sprain, infection, broken bone. Okay, last time. Very good. High blood pressure, cold, sore throat, sprain, infection, broken bone. Very good. Okay, that's good enough. And thank you very much, little boy. Yeah, thank you. Are you Jimsy's brother? No. No, you sound like him. Okay, anyway, thank you very much, little boy. Okay, we move to the next one. Yes, right here. Okay, high blood pressure. Có nghĩa là cao máu. Bệnh cao máu. Cold. Có nghĩa là cảm lạnh. Okay, nó cũng đồng thời là sổ mũi. Khi mà các anh chị bị cảm lạnh, thường thường mình hơi bị sổ mũi. Sổ mũi nhẹ thôi chứ không phải là running nose. Okay. Sore throat là bị đau họng đó, đau cổ đó. Đau cổ và đau họng đó. Okay. Sprain. Sprain là gì các anh chị? Sprain là mình bị chật gân, chật xương á, bong gân á.
Right. Infection là bị nhiễm độc, nhiễm trùng. Okay. And a broken bone là bị gãy xương. Okay, bị gãy xương. Right, bây giờ next one. Good. Cut. Cái âm T đó các anh chị, thường thường mình lên giọng cắt ngang, nghĩa là đọc ngắn thôi. Cut. Okay, cut. Các anh chị coi hai chữ này nha. Okay. Dưới chữ mi mình có một vài cái luật, và mình sẽ cứ gặp nó hoài, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, rồi từ từ mình sẽ đọc nó good. Okay. Mình không cần nhớ luật nhiều, nhớ nhức đầu quá. Okay, các anh chị thấy hai chữ này. Foot, right? Một cái là foot. Âm T lên giọng cắt ngang, ngắn. Foot. Cái là food. Right? Foot. Cái là food. Cái âm D đó thường thường kéo dài xuống giọng. Foot and food. Right? Okay, so cái âm T, cut. Okay? Cut. Rồi cái này, cái kế mình sẽ đọc là bruise. Cái âm E ở phía sau không đọc, mình đọc âm S thành chữ Z. Đọc thành âm Z. Bruise. Bruiser, đó chứ không phải bruise. Okay? Bruise. Các anh chị thấy chữ well không? Thấy không? Well. Very well. Rồi mình thêm âm S vô thôi, swell. Rồi mình thêm cái âm ing, ing, swelling, right? Swell trong lưỡi rồi ling, okay? Còn cái này mình sẽ đọc cái này trước, cái call. Mình đọc chữ call trước, cái âm gh, I mean gh phía sau nó ra âm f, okay? Cough, right? Mình đọc call trước, thêm dấu sắc vô, rồi mình thêm cái âm F ở phía sau. Mình sẽ có là cough, cough. Chứ không phải là cough nha, các anh chị, không phải là cough. Mà mình đọc là cough, cough kéo ra. Thường thường đó, ở trong một cái chữ mà nó có hai cái nguyên âm, mình hơi kéo dài một chút xíu. Cough, right? Thêm dấu sắc, rồi thêm âm F vô. I'm sorry, quên pause ra. Cough. Đọc như vậy đó, cough. Dizzy. Cái âm Z đó mình cắn hai cái răng lại giống như đang nghiến ai vậy. Dizzy. Dizzy. Cắn hai cái răng lại, à, kéo dài cái miệng, cái môi ra. Dizzy. Okay. Anh chị có thể tưởng tượng được. Nhớ nha, chị mình nói các anh chị làm gì, các anh chị phải làm theo please. Nó cắn răng thì cắn răng, nó kéo dài cái miệng thì kéo dài cái miệng. Okay. Dizzy. Âm M đi chính giữa hai nguyên âm. Vomit. Okay. Vomit. Âm T ở phía sau ngắn, lên giọng ngắn. Vomit. Okay. Vomit. Chứ không phải vomit nha. Vomit. Right. Âm TH and R đánh lưỡi. Tr, tr, tr. Le lưỡi nha. Vừa le lưỡi vừa đánh cái âm R ra luôn. Throw. Throw. Up. Còn cái âm AI hồi nãy mình đọc giống như cái âm of A phải không các anh chị? Không biết được. Ok. A. So mình sẽ nói qua là fe, right? Fe. Rồi mình xuống giọng N, xuống cái âm N. Right? Fe. Ok. Right? Faint. Rồi mình đánh cái âm T. Ok. Faint. Fainter, phải không? Fainter. Thành ra mình sẽ có cái chữ như gì? Okay, faint. Chứ không phải là fan nha, không phải là fan nha các anh chị. Faint. Fainter. Faint.
Đấy. Nếu mà không đọc được cái âm T thì mình phải đọc rõ ra faint, faint, faint. Rồi mình đọc nhanh 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 rồi mình đánh cái âm ra thôi, faint. Anh chị nghe cái âm T của tiếng Mỹ phía sau không? Faint, right? Ok, một lần nữa nha. Cut, cut, bruise. Oh, I missed the bone, right? Ok, or. Cái âm R phải kéo dài phải không? Or, or, right? Rồi thêm âm B ở phía trước. Âm B đọc nhẹ thôi. Burr, right? Burr, burr. Rồi mình mới xuống âm R, okay? I mean âm N. Burn, burn, phải không? Burn. Đó, đọc như vậy. Mình đọc từ từ, mình nắm cái nguyên âm mình đọc trước. R, burr, and burn. Swelling, cough. Mình đọc chữ co trước, okay? Cough. Rồi mình cho dấu sắc vô, rồi mình thêm âm F, right? Cough. Dizzy. Vomit, right? Vomit. Nhớ đọc cái âm em phía trước, phía sau luôn. Vomit. Throw, throw, throw. Up, up, upper. Mặc dù mình không đánh âm P nhưng mà mình bậm cái môi lại tự nhiên nó có cái âm P trong miệng. Up, okay? Up. Faint, okay? Đọc âm F trước rồi âm N rồi âm T. Faint. Xuống giọng mũi N rồi lên âm T. Faint. Okay, last time nha. Cut, bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, and faint. Okay, now I need three people. Call me in Skype, please, to read this. Right, can you gọi vô đi? I see you with me in Skype, darling. Could you read this, please? Yes. Cut. Không phải cut, nha, yeah, cut. Cái âm T đọc lên giọng đắt ngang nhanh, cut. Không phải là cut. Cái cut. Cut. Chậm lại. Slow down, please. Cut. Bruise. 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 Cái âm Z ở phía sau, bruise. Cough. Cough. That's right. Dizzy. Vomit. Throw. Phải le lưỡi, please. Throw. Throw. Yeah. Throw up. Right. That's good. One more time, please. Cut. Bruise. Cough. 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 I F cough. That's right. Dizzy. Vomit. Right. Last time, please. Cut. Bruise. Burn. Swelling. Cough. Dizzy. Vomit. Throw. Không phải là throw nha, không phải là throw mà throw. Throw, throw, đánh lưỡi, throw, throw, le lưỡi mới được. Le lưỡi, please. Throw. 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 Yeah, that's right. Throw. Các chị không le lưỡi, tiểu mi cũng biết nữa đó nha. Okay. Đừng tưởng tiểu mi không thấy, tiểu mi không biết. Nhưng mà tiểu mi nghe được. Okay. Throw, throw. Throw. That's right. Yeah. And last one. Faint. Faint. Right.
Okay, that's good enough, and thank you, darling. Yes, thank you. Okay, next one will be Little Monkey. Little Monkey. Gọi theo thứ tự tay hả? Sợ nhiều khi các anh chị học hai hàng đó biết không? Chân ở cái room này, chân ở room kia đó, rồi các anh chị gọi các anh chị không được rồi nó mất giờ. Ok, thôi gọi theo từng tay đi chứ mấy anh chị nhanh tay cứ gọi vô đọc hoài. Ok, next time we do it then, okay? Now, Little Monkey, could you read this, please? Bruise. Không phải bruise. 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 Yeah, bruise. Bruise. Uh-huh. Burn. Không phải burn. Belly. Không phải burn. Burn. Kéo dài âm O chứ. Burn. Rồi mới xuống âm E. Burn. Right, burn. Burn. Không phải burn. Sweating. Không phải burn. Burn. Kéo dài một chút xíu. Burn. That's right, burn. Chứ không phải burn nha, không phải burn. Burn. That's right. Go on, please. Swelling. Cough. Không phải cough, không phải cough. 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 Yeah, đọc cái đọc cái co trước. Cough. Cough. Yeah. Dizzy. Vomit. Throw up. Faint. Nó không phải faint, không phải faint. Đọc cái fay trước. Fay. Faint. Không phải faint. Đọc fay rồi xuống âm n faint. Rồi lên âm t faint. Okay. Faint. Yeah, faint. Faint. Right, chứ không phải fan nha. Faint. Okay, last time please. Cut. Không phải cut. Bruise. Không phải cut. Chữ C đó đọc thành chữ KH tiếng Việt. Cut. 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 Yeah, cut, chứ không phải cut nha. Cut. 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 Bruise. No. Bruise. Bruise. Chứ không phải bruise. Yeah, bruise. Okay. Bruise. Burn. Right. Swelling. Cough. Dizzy. Vomit. Yeah. Throw up. Yeah. Okay. Faint. Yeah, faint. Faint. That's right, chứ không phải friend nha. Faint. And faint. Okay, that's good enough. And thank you very much. Yes, thank you very much. Yeah, next one will be Angry Tiger. Các anh chị đọc xong rồi off cái Skype dùm tiếng Mi đi, please. Không off thì tiếng Mi sẽ cut các anh chị đấy. Off có nghĩa là đi ra khỏi cái Skype luôn, please. No, I mean Little Monkey and Darling. Okay, now your turn. Your turn, Angry Tiger. Could you read this, please? Cut, bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, faint. Faint. Đọc cái fade rồi mình xuống mới xuống giọng xuống âm n. Faint. Hey, faint. Yeah, faint. Faint. Good, go on please. Cough. Bruise. Burn. Swelling. Cough. Dizzy. Warming. Throw up. Yeah, one more time. Cough, bruise, bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, pain, pain. Okay, good. Last time. Cough, bruise, burn,
I okay, that's good enough. I'm sorry, thank you. Okay, next one will be thank you, Angry Tiger. Next one will be Pham Trường Kim. Yes. Cut, bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, faint. No, cough. Chứ không phải là cough nha. Đọc chữ cough trước, kéo dài chút xíu, cough. Cough. That's right. Okay, chứ không phải là cough nha, cough. And one more time, please. Bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, faint. Chứ không phải faint nha, faint. Đọc chữ phê trước rồi xuống âm N rồi lên âm T. Faint. Yeah. Faint. Ok, last time đi, một lần nữa nha. Cut, bruise, burn, swelling, cough, dizzy, vomit, throw up, faint, faint. Yeah, phải đọc có cái âm N mới được, không có âm N mình ra cái chữ là faint, không phải faint mà là faint. Okay. Xuống giọng mũi, faint. Okay. Faint. That's right. Đọc đúng rồi đó. Okay, thank you very much. Yeah, you're very welcome. Okay, next one will be Tom. Tom, yes, CK. Okay. Okay, could you read this, dear boy? Okay. Cut, bruise, burn, swelling. Swelling, chứ không phải swelling nha. Swell, well là tốt. Swelling. That's right. Cough, right. Dizzy. Vomit. Bless you. What? Vomit. Chứ không phải vomit nha. Không phải vomit. 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 Throw. Chứ không phải throw nha. Throw. Throw up. Yeah, throw up, chứ không phải throw up, throw. Âm O đó, chứ không phải là U. Faint. Yeah. Faint. Yeah, faint. That's right, good. Okay, last one, please. Last time. One more time? Yeah, one more time, Okay. Cut, bruise, burn, good, swelling, good, cough, dizzy, very good, vomit, chứ không phải là vomit, yeah, đọc phải có cái âm M nữa, vomit. Các anh chị đừng gọi vô nữa, ok? Vomit. Vomit. That's right. Throw up. Faint. Yeah, good. That's good enough, Tom. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye, honey. Okay, next one will be Tom, and last one. Last part.
person is Tom. I mean, no, Tom, you just done it, right? Last one will be turn down. Could you read this, please? Yes. Cut. Bruise. Burn. 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 That's right. Swelling. Cough. Dizzy. Vomit. Throw up. Faint. Yeah. Can you wonder? Yeah, chữ cough. Đọc kho chứ, yeah, chứ không phải là cough liền nha, không có đọc cough liền mà mình kéo dài cái âm cough trước, cough, okay? Cough. That's right, không phải cough nha, cough. Very good. One more time, please. Cut, bruise, burn, swelling, cough. Good. Dizzy. Vomit, throw up, faint. Very good. And thank you very much. You do a good job. And next, okay, you're the last one. Now we next one, next time that chúng mình sẽ gọi theo bàn tay nha các anh chị. Okay. Right. Ok, bây giờ những chữ khác nha. Ủa, những chữ khác. Đợi Timmy tí xíu, Timmy trả lời cho cái người này xong cái đã. Ok, next one. Mấy chữ tiếp tục where we are now at faint. Không biết nhiều quá không biết nha. Ok rồi, bắt đầu nha. I'm sorry, I thought I repost this. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? And yes, right here. Không post là được. Thì mình cần có thêm off đồng phụ thì mình post bài đó các anh chị. Yes, right here. Yes, được rồi đó. Ok, bắt đầu nha các anh chị. Unconscious. Un, các anh chị biết rồi, un, okay. Con. Cái này đó, nhớ nha, chữ C đó, mình đọc thành chữ K, okay. Con. Chứ không phải là un con nha, un con. Shut. Chữ
Shut ở đây là mình phải chu miệng nha. Mình đọc giống như gì nha. Thế. Ờ, cái đó là giống mũ nha. Shut. Cong lưỡi, phải không? Cong lưỡi. Chu miệng cong lưỡi. Unconscious. In, mình nhấn dần đầu nha. Stress on the first syllable. In. Injury. Injury. Re. Injury. Re. Re. Nó phát âm như gì nè, okay. Re. Hai nguyên âm đó mình kéo dài chút xíu, okay. Injury. Plus, mình đọc được chữ plus rồi hồi nãy rồi phải không? Cái chữ plus, short. SH mình phải chu miệng, cong lưỡi, short. Okay, shorter. Short. Plus short. Rồi chữ kế là mình sẽ đọc là nor, okay? Giống như cough vậy đó, giống như chữ cough, giống như chữ cough vậy đó. Mình đọc là nor, okay? Nor. Rồi cái âm s đó đọc thành âm z, okay? Nausea. Nausea. Âm z nha. Nausea. Right. Nausea. Nhiều khi cũng như phiên âm tiếng Việt nó hơi confused chút xíu. Nausea. Nhấn cái âm đầu nha. Nausea. Rồi tiếp tục. Diarrhea. Mình nhấn cái âm cuối á. Diarrhea. 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 Mình đọc sao ta? Mình phát âm tiếng Việt cho các anh chị dễ. Okay. Diarrhea. Actually nó là diarrhea đó. Okay. Diarrhea. Đó. Okay. Diarrhea. Những cái âm ri đó nha, diarrhea, những cái âm cuối đó, âm thứ ba đó, diarrhea. Các anh chị thấy thường thường đó, trong một mình gọi nó là multisyllable, multi-word đó. Thường thường một cái chữ mà nó có nhiều âm và multisyllable đó, nếu mình nhấn âm thứ nhất thì mình sẽ nhấn âm thứ ba, nó đi cặp với nhau. Nếu mình nhấn âm thứ hai thì mình sẽ nhấn âm thứ tư. Okay. Ở đây mình nhấn âm thứ nhất là die, right không? Diarrhea. Và nhấn âm thứ ba là rear, right? Diarrhea. Okay. Khá như vậy. There are more than one way. That's right, but mình học một way đúng là được rồi. Phải không? Cần gì nhớ hai way, miễn mình đọc đúng là được rồi, phải không? Cô lần. Cô lần thì thôi á. Right? Eo nè. Cần gì nhớ hai âm, miễn mình đọc cái âm nào nó đúng thì thôi, okay. Diarrhea. Right. Okay, rồi next one will be gì? Đồng ý không nè? Okay, good. Kế đó là mình sẽ đọc là asthmatic. Asthmatic hay là asthmatic cũng được. Asthmatic. Mình sẽ đọc nó như là chữ này nè. Asthmatic. Cái chữ T đó các anh chị, Mỹ nó hơi đọc thành chữ D. Ok. Asthmatic. Medic. Ok, phía sau nha. Asthmatic.
is medic. Rồi cái kế đó là nó có bốn âm phải không các anh chị? Diabetic. Okay, diabetic. Mình sẽ đọc như gì? Diabetic. Dick. Diabetic. Các chị thấy nhấn âm thứ nhất và nhấn âm thứ ba. Diabetic. Asthmatic. Diabetic. Một lần nữa nha. Unconscious. 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 Injury. Injury. Nhấn âm đầu. Bloodshot. Nausea. Nausea. Nhấn âm đầu luôn. Nausea. Diarrhea. Diarrhea. Asthmatic. Asthmatic. Diabetic. Okay. Diabetic. Đọc bài nào ở đây? Bài này đâu hả? Bài này của chúng mi soạn mà. Không có đâu hết trơn á. Ở trong đầu chúng mi nè. Những cái bài mà Tiểu My chia sẻ cho các anh chị trong cái ngày thứ tư, ngày thứ năm là của Tiểu My nha, ok? Của Tiểu My đó. Không tìm đâu ra được mấy bài này đâu. Nhưng mà Tiểu My cho các anh chị luôn á, ok? Cho các anh chị luôn á. Copy câu giúp hả? Và bản quyền á, ok? Thì đó, khi mà các anh chị đọc xong rồi đó, học đọc xong cái bài này rồi thì Tiểu My sẽ hand out cho các anh chị. Tiểu My sẽ phát ra cho các anh chị chứ Tiểu My giữ làm gì hả? Tiểu My giữ làm gì? Phải không? Thấy không? Ok rồi, làm lời nha các anh chị. Anh chị post ra đi. Post ra lại đi please. Trời ơi, ở trong YouTube đó cứ đánh Tiểu My nó ra cả chậu, cả chục cái bài á, không biết ai post ở trong cái YouTube nữa. Mất cỡ thì thôi á. Mất cỡ thì thôi á, thiệt á. Các anh chị muốn coi lại những cái bài cũ á, các anh chị coi ở trong, đánh trong cái YouTube á, không biết ai làm chuyện đó nữa. Anyway, một cái đề tài, một bài đó, khi mà các anh chị tập đọc xong rồi Tiểu My sẽ phát ra cho các anh chị. Tại Tiểu My không có muốn phát bài trước. Phát bài trước rồi các anh chị cứ ngồi đó nhìn cái bài, không có nhìn Tiểu My. Ok? Tiểu My đẹp gần chết, không chịu nhìn, cứ lo nhìn bài không, thì nó đâu có ngu mà phát trước. Ok? Phải không? Right? Kem không có y. Ok, trở lại bài học nè. Nói giỡn chút xíu là làm tới. Làm tới. Ok, unconscious. Injury. Bloodshot. Nausea. Nausea. Zeal. Diarrhea. No, diarrhea. Diarrhea. Real nha các anh chị, diarrhea. Asthmatic. Asthmatic. I think you missed the last one, phải không? Angry tiger. Angry tiger, you missed the last one. Thiếu chữ cuối cùng phải không? Còn một chữ nữa phải không? Diabetic. Diabetic. Right? Chắc chắn là như vậy rồi. Yeah, diabetic.
Okay, last one, Yakenki. Unconscious, unconscious, injury, bloodshot, nausea, nausea, diarrhea. Nhớ những dần thứ nhất, những dần thứ ba. Diarrhea. Asthmatic. Oh, I think I missed the last one too, right? Yes, I missed the last one too. Diabetic. Diabetic. Những dần thứ nhất đói, những dần thứ ba bad, right? Diabetic. Okay. Okay, rồi bây giờ chị mới mời cửa đóng nè, Đoàn Phước nè, Darling Chance, and Darling Chance, and I love music, phải không? I love music. Okay, chị mới mời bố anh chị đó gọi vô, please. Cửa đóng. Đoàn Phước, cửa đóng, and I love music, please. Gọi vô đi. Phạm Trường là ai? Who are you? Cửa đóng có nè. Đoàn Phước có nè. Your nickname, what's your nickname in Patok, Đoàn Trường Chính? What is your nickname in Patok? I love music. I love music có rồi mà phải không? Oh, Phạm Trường Chính là I love music, right? Except anyway. Rồi đủ bốn người rồi. Bắt đầu nha, darling, darling, Chance, could you read this please? Unconscious, injury, injury, injury. Nhấn dừng đầu. Ông ra rồi mày nói đó. Các bạn nhớ mute Skype dùm người đẹp đi. Injury. Yeah, injury. Jury. Injury. That's right. Nausea. 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 Ba âm luôn. Nausea. Nausea. Diarrhea. Diarrhea. Right, diarrhea. Nhớ cái âm đi. Asthmatic. Yeah. And diabetic. Yeah, diabetic. Nhấn dần thứ nhất, nhấn dần thứ ba. Diabetic. Diabetic. Right. Okay, one more time, please. Unconscious. Injury. Injury. Nausea. Không phải nau mà là, không phải nau mà là nor. Nausea. Yeah. Nausea. Yeah. Nausea. Diarrhea. 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 Mm-hmm. Asthmatic. Right. Diabetic. Okay, last time, please. Unconscious. Injury. Bloodshot, nausea, diarrhea, asthmatic, diabetic. Very good. Okay, that's good enough. And thank you very much. Thank you. Okay, next one will be Đoàn Phước Hoàng. Are you there? Okay. Asthma. Could you read this, hello, please? Yeah. We hear you. Right. In con, Wait. Không phải in con nha. In con. In conscious.
shit. Cancer. Right. Cancer. Uh-huh. Injury. 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 Bullets. Soft. Nausea. Diarrhea. Asthmatic. Diabetes. Diabetic. Diabetic. Right. One more time, please. Uncon. Không phải con nha, không phải con, không phải con. Chữ C đọc thành chữ K đó. Uncon. Uncon. Yeah, uncon. Yeah, unconscious. Unconscious. Injury. Blood song. Nausea. Diarrhea. Diarrhea. Wait, diarrhea. Nhấn cái âm thứ ba. Diarrhea. Yeah, diarrhea. 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 Asthmatic. Diabetic. Diabetic. Yeah. Asthmatic. Yeah. One more time. Last time, yeah. Asthmatic. Yes. Con chứ không phải con. Con. Con injury, blood loss, nausea, diarrhea, asthmatic, diabetes. Hello? Good. Okay. Yeah. Unconscious. Chứ không phải unconscious. Nha. Unconscious. Unconscious. đọc chữ này đọc sao chữ này đọc sao yeah KH phải không kho right còn chữ này đọc sao chữ đó đọc sao không phải Ken nha không phải Khan nha mà là Ken hey Ken rồi Ken ca hát đó Ken anh con sợ để em ra liền em chữ ca này của anh không chữ ca này nói lắm anh con sợ rồi right, and conscious. That's very good. Okay, that's good enough, and thank you very much. Next one will be Dong Phu Huang. Dong Phu Huang. I go here. And conscious. Injury. Blood spots, nausea, diarrhea, asthmatic, diabetes. Okay, that's good. Yeah, thank you. Đồng Phước Hoàng mới đọc hả? Đó là Đồng Phước Hoàng hả? Đâu phải không? You sound like the one who just read. Em đọc không đoạn. Đồng Phước Hoàng phải không? Are you Đồng Phước Hoàng? If so, could you read one more time, yeah, please? Đọc một lần nữa nha. Yeah, đọc một lần nữa, please. A concert. Uh-huh. In the rain. The blood loss. Nausea. Diarrhea. Asthmatic. Diabetes. Very good. Yes. One more time, please. Yes,
and concert in Greece. Person, not real, not real, as many. Very good. You do a very good job, and thank you very much. Okay, next one will be Pham Chun Chin. Pham Chun Chin, are you there? Your voice is low. I mean, your sound is low. Pham Chun Chin, nói nhỏ xíu thôi á. Được chưa cô? Yes, lớn rồi, lớn rồi. Lúc nãy em làm âm thì đỡ rồi. Unconscious injury. 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 Nhấn dừng đầu chứ không phải nhấn thứ hai nha. Injury. Yeah. Blood shot. Nausea. Diarrhea. Asthmatic. Diabetic. One more time, please. Injury. Blood shot. Nausea. Diarrhea. Asthmatic. Diabetic. Last time. Diarrhea. Cái ở rear, nhấn cái âm thứ ba nha. One more time, please. Ba cái diarrhea and diabetic. Diabetic. Uh-huh. Nhấn cái âm thứ ba. Okay, last. Yeah, last time, please. Blood shot, nausea, diarrhea, asthmatic. Diabetic. Very good. Thank you. Okay, thank you very much. You do a good job too. Okay, trong last one là cửa đóng nha. Cửa đóng, are you there? If so, could you read this, please? Đọc qua nha. Yes. Unconscious injury, blood shot, nausea, diarrhea, lên giọng, diarrhea, yeah, asthmatic, diabetic. One more time, please. Diabetic. One more time. I mean, start over, please. Unconscious. Injuries. A low charge. Nausea. Diarrhea. Asthmatic. Diabetic. Okay, that's good enough. Nothing wrong. Yeah. Okay, thank you, cửa đóng. And can you hết rồi không? Các anh chị hết rồi không? Okay, you're very welcome then. Yeah, nó hơi khó nghe chút xíu á. Ok, không còn ai gọi vô nữa phải không? Vậy là mình... Oh, anyway, unconscious. Unconscious có nghĩa là bất tỉnh hẳn luôn. Còn hồi nãy cái faint. Cái faint nghĩa là muốn xỉu thôi chứ chưa có xỉu. Còn cái unconscious này là xỉu luôn rồi, bất tỉnh luôn rồi. Thế không còn biết gì nữa. Cái gì mà có khó un là no, đó là không đó các anh chị. Thế... And what else? Injury, là bị thương. Bloodshot,
Bloodshot là gì các anh chị? Là con mắt bị đỏ đó. Con mắt bị đỏ đó. Không biết bệnh gì mà con mắt mình bị đỏ đó. Bị đỏ mắt đó. Yes. Nausea. Nausea là chưa có nôn ra. Okay. Chỉ mới buồn nôn thôi, muốn nôn thôi chứ chưa có nôn. Còn hồi nãy là throw up hay là vomit là nôn ra rồi. Throw là thảy ra, phải không các anh chị? Up là thảy lên. Cái gì trong bụng mình mà nó lên cái miệng có nghĩa là mình bị nôn, nôn mửa, phải không? Là throw up hay là vomit. Còn cái này nausea là mới có buồn nôn thôi. Cũng chưa hẳn là ở chua nữa, nausea là buồn nôn á. Nó bậy á. Vomit với là throw up nó là nôn ra rồi, nôn ra rồi. Diarrhea. Diarrhea là tiêu chảy. Asthmatic. Asthmatic có nghĩa là asthmatic là gì ta? Là xuyển á, phải không? Là xuyển á. Ok, còn gì nữa ta? Gamble. Biết rồi, khỏi khoe. Gamble là always, you always get a you always get a blood shot, phải không? Phải không? Vậy là gamble nhìn không giống người ta. Hai con mắt lúc nào cũng đỏ hết trơn. Ok, now next one nha các anh chị. Next one. Có người nói đọc nhanh chút xíu. Nó không chịu. Các anh chị phải đọc chậm rãi từng chữ đó trong cái giờ. Ý là giờ tập đọc mình đọc chậm như vậy đó, mà đến chừng cái giờ speaking các anh chị cũng còn nói sai. Ok. Diabetic. Diabetic là bệnh tiểu đường á, phải không? Bệnh tiểu đường phải không? Dizzy là chóng mặt, đúng rồi. Dizzy là chóng mặt. Ok. Say sẩm mặt mày. Ok, next one. Ok, cái này mình sẽ đọc là epileptic. Epileptic. Cái chữ F rồi nè, phải không? Epileptic. Epileptic có chữ lép ở trong đó các anh chị. Các chị thấy một cái multi-syllable word đó, nghĩa là cái chữ nó có nhiều âm đó. Thường thường cái âm cái mình stress những cái âm nó đi song song với nhau. Stress âm thứ nhất thì phải stress âm thứ ba. Stress âm thứ hai thì phải stress âm thứ tư. F, right? Mình đọc F là mình nhấn cái âm đầu. Epileptic. Epileptic. Cái tick chữ C ở phía sau mình đọc thành chữ K nha các anh chị, chứ không phải đọc thành chữ S nha. Epileptic. Tick. Chứ không phải ticks nha. Tick. Running. Run thì các anh chị đọc được rồi. Run. Nhớ cái âm N phải xuống giọng mũi. Ok. Runner. Running. Không phải là running nha. Running. Nose. Cái âm S ở phía sau đọc thành âm Z. Nose. Ok. Can. Một lần nữa. Chữ C đó các anh chị. Mình sẽ đọc thành chữ KH. Ok. Can. Chứ không phải là cancer nha. Không phải cancer mà là cancer. Còn sờ này đó là mình đọc thành cái âm S, phải không? Mà âm S của tiếng Mỹ thì đọc thành âm X của tiếng Việt, đấy. Cancer. Cancer, chứ không phải cancer. And kế đó là flu. Flu. Các anh chị không đọc được âm F phía trước thì phải đọc rõ ra như vậy. Flu. Phải không? Flu. Flu. Right, rồi mình nói là flu, 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 chứ
chứ không phải là loo mà cũng phải là flu nha. Flu có cái âm F ở phía trước. Đấy. Okay, next one. Constipation. Constipation. Con, right? Con. Constipation. Thường thường đó. T-I-O-N. Serious. Nhớ nha. Shen. Và cái âm mà nó đứng trước cái chữ shen thường thường nó lên giọng. Okay? Nó lên giọng. Okay? Constipation. Thí dụ như là conversation. Conversation. Anh chị thấy nó lên giọng cái âm trước cái âm shen. Conversation. Right? Là transportation. Transportation. Cái chữ, cái âm đứng trước cái chữ shen thường thường lên giọng. Okay? Rồi, đó là mình đang đọc tới âm nào quên rồi. Yeah, constipation. Constipation. Right, cái chữ kế. Trachoma. Trachoma. Chữ CH đó các anh chị. Nó đứng ở phía trong thường thường nó là cái âm K. K. Cái âm K. Trachoma. Right? Cái âm K. Trachoma. Anh các anh chị thấy cái chữ Trachoma. Mình nhấn cái dần thứ hai nha. Và mình đọc là com chứ không phải là cô nha. Không phải trachoma mà trachoma. Trachoma. And chữ cuối cùng phải không? Malaria. 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 Right? Malaria. Nhấn dần thứ hai. Malaria. Ok, đọc một lần nữa nha. Epileptic. Epileptic. Tick. Nose. Cancer. Constipation. Constipation. Trachoma. Malaria. Epileptic là bệnh gì các anh chị? Epileptic là bệnh gì? Có người hỏi á. Là bệnh gì? Dạ, bệnh động kinh á. Con nít á, thường thường con nít mà nó nóng quá nó làm kinh á. Epileptic. Okay. Bệnh động kinh. Running nose là chảy mũi thiệt là nhiều á. Cold là mới cảm lạnh thôi, chảy mũi ít ít thôi mà mình running nose là chảy mũi nhiều. Okay. Cancer. Cancer là bị gì đó, bị nhiều khi cancer các anh chị biết mà, yeah, bị ung thư á. Okay. Flu. Flu là cảm cúm. Ở bên Mỹ này cứ vào mùa đông là ai cũng bị flu hết trơn á. Thành ra ở những cái pharmacist họ thường có chích ngừa flu á. Cái như vậy tới mùa đông nhiều người ưa đi chích ngừa đó. Tiểu My thì mấy chục năm nay không bao giờ chích ngừa hết trơn. Constipation. Constipation là gì các anh chị? Bệnh gì? Bệnh táo bón. Không? Yeah, bệnh táo bón.
Okay. Bệnh táo bón. Yeah, bệnh táo bón. The cornmeal. Cornmeal bệnh gì các anh chị? Nhiều khi hỏi các anh chị vậy là anh chị nhớ lâu hơn. Yeah, bệnh đau mắt hổ. Bệnh đau mắt hổ. Cornmeal. Malaria. Malaria là bệnh gì? Bệnh rét rừng phải không? Bệnh sốt rét á, bệnh sốt rét. Okay. Okay, one more time. Okay. Epileptic nose, I mean running nose, cancer. Đọc thành chữ X nha, cancer. Constipation, the tumor, and malaria. Okay, last time nha. Epileptic, no, running nose. Cancer, constipation, shen nha, chu miệng, cong lưỡi, shen, trachoma, hai chữ em nha, trachoma, and malaria, okay? Okay, rồi bây giờ mời các anh chị gọi vô nha, please. Mời các anh chị giơ tay đó, gọi vô để let me see who will be call me. Angry Tiger, cô lần đi học DMC chém gió and Darling Chance. Mi Ngoan hả? Vậy Mi Ngoan gọi vô đi, please. Các anh chị khác gọi vô đi, please. Các anh chị khác gọi vô nữa đi. Chỉ mi cần at least three people. Ok, cái anh chị nào giơ tay thì gọi nha, please. Anh chị nào không giơ tay đó thì tiếng mi cần mấy người đầu nè, cô lần đi học nè, Jim C nè, chém gió nè, Darling Chance nè, Mi Ngoan nè, Darling Chong nè, Đồng Phước Hòa nè. Okay, cho Mi Ngoan đọc trước nè. Mi Ngoan, you're the first one who read this for me, please. Epileptic, running nose, cancer, flu, constipation, trachoma, but Malaria. Right. Malaria. Right. One more time, please. Cái từ đầu cô đọc lại giùm em được. Ép trước phải không? Epileptic. Yeah. Epileptic. Cô... Nhấn dừng đầu. Epileptic. Yeah, nhấn dừng thứ ba. Left. 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 Yeah. Left. Epileptic. Giống như tiếng Việt là chữ lap đó, epileptic. Cô đọc lại. Epileptic. Giống như tiếng Việt thì yeah, epileptic. Epileptic. Running nose, cancer, flu, constipation. Sorry. Constipation. Yeah, constipation. 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 Không cô. Yeah, đúng rồi đó. Trachoma. Malaria. Em đọc lại nữa không cô? Yeah, one more time please. Epileptic, running nose, cancer,
flu, constipation, cucumber, malaria, malaria, không phải malaria nha. Malaria. Mi ngoan nhấn dần thứ ba đó, nó nhấn dần thứ hai nha, malaria. Malaria. Right. Okay, last time đi, last time. One more time, hả cô? Yeah, one more time, please. Thế là đọc lần cuối. Epileptic, running, nose, cancer, flu, constipation, cucumber, malaria. No, malaria. Malaria. Yeah. Malaria. Yeah, mi ngoan nhấn dần thứ nhất và nhấn dần thứ ba không đúng. Malaria. Đó, mi ngoan đọc như vậy đó không phải. Mình nhấn dần thứ hai và mình nhấn dần thứ tư. Hả, mình nhấn dần thứ hai thường thường mình nhấn dần thứ tư. Malaria, right? Malaria. Malaria. That's right. Đúng. Khi mà mình, khi mình đọc đúng rồi đó, mình phải lặp đi lặp lại trong miệng mình nhiều lần mới được. Malaria, 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 malaria. See? Lần cuối cùng không thể nào mình đổi âm được hết trơn á. Đó, mình đổi cái nhấn được hết trơn á. Alright, đọc 10-20 lần trong miệng đặng cho chết cái chữ đó luôn. Yeah, malaria. Malaria. Đọc hoài, đọc hoài như vậy, ok? Cuối cùng mình đâu có thể đọc là malaria, malaria. I see, malaria. Mình đọc đúng, mình không có thể nào đọc sai được hết trơn. Ok? Yeah. Malaria. Yeah, malaria. Cảm ơn cô. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, next one. Yeah, you are very welcome. And next one will be Angry Tiger. Yeah, Angry Tiger, drop D, please. Malaria. One more time, Lee. Cái nick của em thì hơi ồn đó. Không có cô, hình như là không phải em cô. Tôi bắn em lâu rồi. Vậy thủ phạm là ai? Vậy thủ phạm là ai? Khai mau. Epileptic, running nose, cancer, flu, constipation, trachoma, malaria. Okay, epileptic. Epileptic, chứ không phải là epileptic nha. Epileptic, mình đọc chạy chạy á. Epileptic, epileptic. Epileptic. Right, go on, please. Tiếp tục luôn. Epileptic, running nose, cancer, flu, constipation, trachoma, malaria. Okay, last one, please. Epileptic, running nose, cancer, flu, không phải cancer. Thấy chữ can không? Cancer. Yeah, cancer. Cancer. Yeah. Flu. Constipation. Trachoma. Malaria. Right, malaria. Okay, and I think that's good enough. And thank you very much, Angry Tiger. Thank you, thank you. And next one will be Darling Chung. Darling, are you there? Yes. Okay, now, could you read this, please? Running nose, cancer, flu, constipation, trachoma, malaria. Yeah, constipation.
đọc như vậy đó, constipation. Yeah, constipation. I read again. Yeah, could you read this please again? Could you repeat this? Epileptic, ringing nose, cancer, flu, constipation, trachoma, malaria. Good. Okay, last time, B. Last time. Epileptic, ringing nose, cancer, flu, constipation, trachoma, malaria. Okay, that's it now. And thank you very much. Okay, thank you so much. Bye. Bye, honey. Okay, next one will be Tung Dao. Tung Dao, are you there? If so, could you read this, please? Epileptic, runny nose, cancer, throat, constipation, trachoma, malaria. No, no, trachoma. Trachoma, những cái âm thứ hai, stress on the second one. Trachoma. Right. Trachoma. Trachoma. Yeah. And one more time, please. Could you read this one more time? Epileptic, runny nose, cancer, flu. 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 Oh. Yes. Constipation. Trachoma. Yeah, trachoma. Những cái dần thứ hai. Trachoma. Trachoma. Malaria. Yeah, last time please. Epileptic. Running nose. Nose. Yes. Nose. I'm Z, yeah, I'm Z, nose. Nose. Mm-hmm. Cancer. Flu. Constipation. Yeah. Trachoma. Malaria. Okay, that's good enough, and thank you very much. Okay, next one will be next one will be Dong Phuc Hoàng. Dong Phuc Hoàng, nha. Yes. Yeah, could you read this, please? Hello? Yeah, we hear you. Oh. Hello. Cô nghe mà không quên. Yeah. Nghe mà. Nghe. Nghe. Cho đọc đi. Hello. Hello. Em đọc nha. Epileptic. Epileptic. Nghe mà đọc đi. Go on please. Go on. We hear you. Hello. Nghe. Nãy giờ chắc thủ phạm là you quá. Ok. Thủ phạm là you rồi còn ai nữa. Nãy giờ ồn là you rồi. Now I catch you. I get you. Hello. Nghe anh quên. Hello. Nghe. Rồi rớt rồi. Nghe đó, Đoàn Phước Hoàng. Nghe đó. Okay. Nghe. Okay, let me hear this one first, okay? Appendicitis. Appendicitis. Okay, appendicitis.
appendicitis. Okay, could you read again, please? Are you ready? Yes, please. Epilepsy, running nose, cancer, flu, constipation, sarcoma, malaria. Tôi cái từ mà táo bón đấy, tôi có ăn này. Constipation. You straighten the first one, it's not right. You're supposed to straighten the second one. I think you missed the last one then. I mean, you skip it. You missed this. Không có đọc chữ cuối phải không? Malaria. Okay, start over then. Malaria. Right. Right, Epilepsy. Running nose. Cancer. Flu. Constipation. Không phải con nhé. Không phải con mà là con. Con. Chữ C đọc là chữ KH. Con. Con. Đọc chữ, chữ này đọc làm sao? Ôi em làm liên quan đến em tắt bên phao thóc được quá. Yeah, you supposed to mute in phao thóc then. Yeah, car, phải không? Cá hát phải không? Cá hát là car, yeah. Right? Rồi kéo về âm R ra. Car. Well, car, right? Car. Right, car. So, cái này, cái kia mình cũng đọc là cons, right? Cons. Con. Yeah, constipation. Constipation. Yeah, constipation. Constipation. Okay, now could you read the whole thing one more time, please? Yeah. Epilepsy. Running nose. Cancer. Can. Flu. Không phải cancer, can. Nhưng không phải cancer, can. Mà là cancer. Right, cancer. Cancer. Right. Cancer. Flu. Nhớ có cái âm F nha. Flu. Dạ, mình phi nó ra chứ. Flu. Flu. Không phải lu nha, mà là flu. 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 Muốn biết có cái âm F hay không, mở cái bàn tay để gần cái miệng đọc cái chữ flu thử coi nó có cái hơi đánh vô cái tai không. Flu. Flu. Yeah, nếu có cái hơi thì có cái âm F. Okay. Flu. Yeah. Yeah, flu. 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 Next one, please. Constipation. Trachoma. Malaria. Yeah, malaria. Okay. Epilepsy. Running nose. Cancer. Flu. Constipation. Constipation.
chắc con mở. No, cứ nhấn cái dần đầu hoài, không phải là chắc mà là chả. Xuống xuống dấu quyền, ok, to come. Mình xuống dấu quyền mình mới lên được dấu sắc, to come. Ok, to come. Yeah, to come. Không phải chả nha, to come. Chả đó, to come. Right, to come. To come. Malaria. Yeah, malaria. Malaria. Không phải malaria nha, malaria. Ok, malaria. Yes. Malaria. Okay. Malaria. Are you satisfied now? Oh, sorry. Vừa lòng chưa? Đọc như vậy, đọc như vậy, chịu chưa? Yeah, thỏa mãn chưa? Okay, so yeah, I think that's good enough, and thanks a lot. Nhớ nha các anh chị, chữ nào mà mình đọc không được thì mình phải lặp đi lặp lại chữ đó tại chỗ luôn 10-20 lần. To come, to come, to come, to come, to come. Các anh chị thấy không? Khi mà các anh chị đọc nhiều lần thì lần cuối cùng không thể nào mà mình đổi âm được hết trơn. Đó là cái trick để mình đọc một chữ mà không bao giờ sai nữa hết. Phải đọc 10-20 lần, 30 lần, 50 lần. Cảm ơn cô nhiều ạ. Yeah, you're very welcome. Thường thường cái một cái chữ mà khó khăn với các anh chị đó, các anh chị cứ keep repeating wrongly đó, thì mình phải viết cái chữ đó, ok, rồi mình để trong túi áo, túi quần gì đó, khi nào rảnh đó mình rút ra mình đọc. Hay trong ngày đó, chỉ cần một ngày thôi, mình rút ra mình đọc thử coi mình đọc đúng hay không. Thình lên đó biết không, mình rút ra mình đọc, mình thấy mình đọc đúng rồi thì bảo đảm các anh chị từ đây đến già là không bao giờ các anh chị đọc sai chữ đó hết trơn. Ok, right. Nhưng mà trước nhất á, mình phải sửa tại chỗ 10-20 lần trước cái đã, right. Mình phải đọc 12 chữ comma, đọc như vậy, đọc hoài đó, rồi mình viết cái chữ đó mình để vô túi. Ok, rồi trong ngày đó thỉnh thoảng mình lúc ra, mình rút ra mình đọc lại coi nó đúng hay không. Thế đó là cái cách mà mình đọc một chữ chết cho trong cái miệng của mình luôn, right. Mà khi mà mình đọc đúng rồi mình không thể nào đọc sai được hết trơn, tới già luôn mình cũng không có đọc sai được. Thế okay. Right. Yeah, to come, mình đọc to come, to come, to come, chắc come. Ý không, lần thứ 11 mình đọc chắc come. Đâu có thể nào đổi được như vậy, phải không các anh chị? Đấy. Thành ra nếu mà các anh chị cần học luật á, thì kiếm cô Hạt Cát. Khi còn muốn mà học mà giống như Tiểu My thì kiếm Tiểu My. Đấy. Nói luật Tiểu My không biết đâu. Ok, now next one. Let's see. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Okay, that's it for today, and I'll see you tomorrow then. Ngày mai mình học tiếp nha các anh chị. No? That's enough, okay? 3 tiếng rồi các anh chị, 3 tiếng rồi, mệt rồi, đói bụng rồi. Okay, đói bụng rồi. Nhớ nha, về đọc lại những cái chữ mà mình mới vừa học đó, okay? Đọc lại những chữ đó nhiều lần, right? Ngày mai mình sẽ chấm dứt cái bài này. Ok, cái bài này chỉ là mới có phần đầu thôi. Mình nói về bệnh tật, thương tích đồ này kia đó. Để mình đi bác sĩ. Ông hỏi chứ, where does hurt? Đại khái như vậy, mình phải biết mình đau chỗ nào, right? Vô gặp bác sĩ mình nói chứ. Mình nói gì quên rồi nè, mình nói chứ. I feel quite sick. Could you tell me about it? Where do it hurt? I got a headache and stomach cramp, hay là stomach ache. Đại khái như vậy mình phải biết mình bị bệnh gì. Ok, mình bị đau chỗ nào. Đại khái như vậy, right? Rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục đọc. Chỉ còn vài bệnh thôi. Các anh chị
À, muốn biết bệnh gì nữa các anh chị đánh ra room đi. Nếu mà Tiểu My bị miss something á, thì Tiểu My sẽ add it. Cũng là 8 giờ. I'll see you tomorrow at the same time with this 8 o'clock, 8 p.m. Vietnam time. And in the same room with this room. Bệnh thần kinh hả? No, thứ sáu. Oh, ngày mới thứ sáu hả? Thấy không? Đâu có đâu. Oh yeah, that's right. Ngày mới thứ sáu. Because I off yesterday. Ok, tuần tới mình sẽ học tiếp nha. Tuần tới mình sẽ học tiếp. Ok. I'll see you next week then. Tại nghỉ một ngày cứ tưởng đâu là... Anyway, các anh chị muốn có bài này á, thì các anh chị PM cho Tiểu My. Rồi, một hai người PM đi, rồi các anh chị nào có bài thì gửi cho các anh chị khác. Làm vậy lẹ hơn rồi. Để Tiểu My được đi ăn, có bụng quá à. 11 giờ rồi. Ok, từ từ nha. Cỏ xanh tươi. And mean one. And angry tiger. Các anh chị PM cho ba người đó nha. Tiểu My gửi bài cho ba người đó. Chứ Tiểu My không thể ngồi đây mà gửi bài hết cho các anh chị được. Ok. Ba người đó thôi. Where is it? Đóng rồi. Oh, I see. Nè, yeah, ai muốn có bài thì gửi PM cho Minh Oan nha. Ok, Minh Oan trước. And ai muốn có bài thì gửi cho thì PM cho Learn English number 8. Ok. And Angry Tiger too. And cỏ xanh tươi. Lesson 4. Rồi, các anh chị PM cho ba anh chị đó nha. Cỏ xanh tươi, Mean One, Angry Tiger, and who else? Hôm nay hả? Chưa biết ăn gì. Chưa biết ăn gì. Để coi hôm qua nấu gì nè. Chắc ăn cơm nguội hôm qua quá. Yeah, ăn canh chua với thịt sườn kho. Hôm qua nấu nấu hai món đó đó. Spaghetti hả? Spaghetti ngán thêm mồ. Bữa nay ăn lại hai món đó rồi nấu món khác. Xạo gì mà xạo. Yeah, ở nhà mình Việt Nam mình phải nấu đồ ăn Việt Nam mà, phải không? Mình phải nấu đồ ăn Việt Nam mà. Không, không có món Mỹ. Lâu lâu thì mình nấu steak. Lâu lâu nữa thì mình nấu spaghetti. Đó là mấy món Mỹ. Ok, and that's it for today. And I'll see you next week nha các anh chị. Next week. Các anh chị coi trước cái bài, coi còn thiếu bệnh gì. Các anh chị có thể offline message cho Tiểu My, ok? Rồi Tiểu My sẽ coi cái bệnh đó là bệnh gì rồi Tiểu My add vô theo trong cái list của mình. Ok. Rồi, and that's it. Nhớ PM cho ba anh chị đó gửi bài cho các anh chị. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá một ngày mà đêm bình an vui vẻ. Ok.